Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết đã chấp thuận điều chỉnh tốc độ khai thác đối với ô tô con, xe khách đến 30 chỗ, xe tải đến 3,5 tấn tại các tuyến cao tốc 4 làng xe cơ giới và có giải phân cách giữa. 8 đoạn cao tốc được nâng tốc độ gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45, Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Lâm, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Lào Cai, Cửa khẩu Kim Thành. Trong đó có bay đoạn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2021. Cục Quản lý Đầu tư xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao chỉ đạo ra soát, kiểm tra yếu tố kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng vận tốc 90 km một giờ, đồng thời điều chỉnh tốc độ khai thác trong phương án tổ chức giao thông.